Nhằm tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp, hợp tác xã tại thị trường nội địa, giới thiệu các sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm trong dịp Tết cổ truyền hàng năm. Hội chợ xuân được tổ chức thường niên là hoạt động xúc tiến thương mại thiết thực đã góp phần bảo tồn và phát huy những nét đẹp văn hóa, ẩm thực truyền thống của Việt Nam. Với chủ đề Xuân Giáp Thìn, nghìn quà Tết, hội chợ năm nay có quy mô trên 100 gian hàng tiêu chuẩn và hơn 1.000 mét vuông sàn trưng bày ngoài trời. Hơn 100 đơn vị doanh nghiệp hợp tác xã đến từ 20 tỉnh thành trên cả nước đã giới thiệu những sản phẩm đặc trưng vùng miền của địa phương mình. Hoạt động xúc tiến thương mại này đã góp phần tăng thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, thủy hải sản của các doanh nghiệp, làng nghề truyền thống, đồng thời tạo ra một địa điểm vui chơi, phục vụ nhu cầu mua sắm, giải trí cho người tiêu dùng trong dịp Tết cổ truyền 2024. Để đảm bảo quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng, năm nay ban tổ chức tăng cường siết chặt quản lý đầu vào, yêu cầu các sản phẩm tham gia trưng bày giới thiệu tại hội chợ phải đảm bảo có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, uy tín, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, đạt tiêu chuẩn Việt Gap, Global Gap. Qua đó, các sản phẩm tham gia chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn được chứng nhận hữu cơ, canh tác theo hướng hữu cơ và đạt chứng nhận sản phẩm OCOP, luôn được người tiêu dùng yêu thích, lựa chọn sử dụng trong dịp Tết cổ truyền 2024.